cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 7/6/2020 và trước màn ảnh nhỏ quý vị thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn thờ sen cò. Đây là bộ bàn thờ một chất liệu gỗ mít và chúng tôi làm với một khách hàng khá gần cơ sở của tôi. Thế trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ bàn thờ sen cò một chất liệu gỗ mít đây. Sản phẩm này thì khách hàng yêu cầu chúng tôi là sơn màu BU gỗ đậm, làm theo yêu cầu của khách hàng. Và bộ sản phẩm này thì có kích thước như sau. Về phần bàn lớn thì có kích thước là 1m97, cao 1m17 và sâu là 1.07, chân là chân 12. Còn về phần bàn cơm này thì có kích thước là chiều ngang là 1m27, chúng ta có thể đút lọt vào trong gặm của cái bàn thờ triện này. Đây là hình ảnh trước mặt chính diện tổng thể của bộ bàn thờ mít đây. Cái bộ bàn thờ này thì rất là nhỏ gọn, như là cái giá thành rất là hợp lý với đa số khách hàng, cũng như là những cái phần hoa văn. Phần bàn thờ triện này thì rất đơn giản, như là trong quá trình sử dụng thì khách hàng có thể dễ dàng là vệ sinh lau chùi. Đây thì có một ưu điểm của cái bàn thờ như ý này, so với những mẫu sập thờ tôi làm thì nó khá là cầu kỳ. Để quý vị sử dụng thì một số quý vị mà nhà có thể gần đường và bụi bặm thì trong quá trình vệ sinh hơi vất vả, mọi người sẽ tham khảo một số mẫu bàn thờ triện như này, phù hợp với những cái không gian phòng thờ nhỏ gọn, rất là đẹp, rất là đơn giản nhưng mà vẫn là đầy ý nghĩa. Phần chính giữa của tôi là có đục là tích sen cỏ kết hợp với triện, phần cổ là nền gấm chữ vạn. Rồi ok mọi người nhé, mọi người có nhu cầu xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 866. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có website là đồ gỗ tùng 8.com, có số điện thoại trên màn hình kia. Rồi ok, hẹn gặp lại trong những video clip khác.